Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bình Đinh Nặng. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cách sử dụng cái thước đo laser này. Thước đo này đo được cái khoảng cách tối đa là 80 mét ở điều kiện ánh sáng là yếu, chứ còn là ánh sáng buổi trưa thì chúng ta sẽ không đo được cái khoảng cách đó. Nó ghi trên này là 80 mét nhưng mà thực tế mình đo được khoảng tầm 60-70 mét thôi là ok rồi. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách đo, cách sử dụng nó nhé. Đây là nút đọc là để bấm khởi động nguồn cũng như là bấm để đo. Tiếp theo, cái này rất là quan trọng là khi các bạn coi nó hiển thị cái vạch này đó nằm bên dưới và có một nút chọn ở đây. Mình sẽ chuyển này. Nút chọn nằm lên trên này đúng không? Thì khi mình chọn nước ở trên này á thì chúng ta sẽ đo thì nó sẽ tính từ đầu này tới cái điểm mình đo nha. Rồi còn khi mình chọn nút này quay về đây á thì nó sẽ tính từ điểm này tới cái điểm mình đo. Rồi mình test thử cho các bạn xem nha. Đây mình chọn phía đằng đầu này, từ đây tới đây, ra đây đi là 0.15 này. Rồi khi mình chọn phía sau này, phía dưới này thấy không, đo lại nó cộng thêm 10 phân nữa này, đây nha, đó 0.25 thấy không, nó cộng thêm đúng 10 phân tại cái này nó dài 10 phân. Rồi đó là cái thứ nhất mình phải lưu ý nhé, nếu không lưu ý cái phần này chúng ta sẽ đo sai tới 10 phân đấy. Rồi chức năng đặc biệt nữa đó là cộng và trừ. Rồi chúng ta xóa nó đi. Khi chúng ta muốn bấm mà chúng ta không cần phải viết ra, chúng ta cộng liên tục luôn á thì chúng ta bấm này. Như đây. Đây đúng không? Ta bấm này. Đo. Thì khi mà chúng ta cộng tiếp này, bấm cộng này. Nó xin nó cộng đúng không? Rồi chúng ta cộng tiếp. Nó tự động cộng luôn nha. 0.23 cộng 0.22 đó, 0.45 đấy. Rồi tiếp theo là phép trừ, chúng ta cứ bấm liên tục thì nó sẽ tự cộng nha. Rồi đây là phép trừ thì chúng ta đo một cái bước thế này. Rồi này là 0.26, chúng ta chọn trừ này đó, bấm hai lần thì nó sẽ trừ. Rồi chúng ta sẽ trừ tiếp đây. Đấy, trừ 0.21 thì còn 0.25. Đó là phép trừ nha. Ở cái nút này chúng ta lưu này, để chúng ta sẽ lấy kết quả để chúng ta cộng hoặc trừ tiếp theo. Ví dụ 0.05 chúng ta lưu nha. Bấm lưu một cái. Rồi tiếp theo ta chọn sẽ cộng tiếp. Đó, nó sẽ cộng vào luôn. Rồi chúng ta lấy 0.32, chúng ta bấm lưu thì nó sẽ lưu số 0.32. Nó cộng tiếp. Nó cộng nhé. Đấy, 0.62. Rồi. Tiếp theo đây là các chức năng để đo. Ta xóa đi. Chức năng đo này rất là quan trọng. Đây, khi chúng ta bấm này, thường thường chúng ta mở lên á thì sẽ có chấm vạch này thôi, thì nó sẽ đo là chiều dài. Ví dụ từ điểm điểm A, từ điểm A đến điểm B là đo chiều dài thì nó sẽ hiện cái vạch này. Rồi, khi chúng ta bấm tiếp này. Đây. Nó sẽ đo này là đo diện tích hình chữ nhật. Chỉ chúng ta chỉ cần bấm đo chiều dài hình chữ nhật. Rồi, ví dụ đây là chiều dài này. Đây nhá. Rồi, chiều dài. Còn đây là chiều rộng. Máy sẽ hiện tiếp theo này. Tiếp theo là chiều rộng, thấy không? Chúng ta đo chiều rộng như đây. Thì đó, nó sẽ ra mét vuông này. Ra mét vuông, 0.16 mét vuông. 0.5 chiều dài và 0.29 ngắn là 0.16 mét vuông. Rồi. Đó đo diện tích hình chữ nhật. Còn đây là đo khối nhé, đo khối thì nó sẽ là cạnh dài này, đo cạnh dài
sẽ đo tiếp nha, thử nha. 1.16 này. Rồi chiều cao này, đã thử cái này luôn đi. Chiều cao. Rồi tiếp theo nó sẽ là hiển chiều chiều rộng. Rộng phải rộng hơn tí nha. Đây. Rồi, nó sẽ ra mét khối này. 0.29 mét khối. Đó, các bạn có thể nhân thử xem nó có chính xác không nhé. Rồi. Đây là đo. Này nó không phải là đo hình tam giác vuông nhé. Nhưng mà khi chúng ta sẽ đo chiều cạnh huyền này và chiều cao này thì sẽ ra cạnh đáy. Đây. Ví dụ đây là cạnh huyền nhá. Mình sẽ thử đây luôn, cạnh huyền này. Cạnh huyền nhá, 0.58 này. Rồi. Chiều cao này. Rồi, nó sẽ ra cạnh đáy này. Đó, kết quả của cạnh đáy. Thấy không? Là 0.18. Đấy. Tiếp theo. Để xóa đi. Đây là tam giác vuông. Còn này là mình sẽ đo cạnh đáy trước. Đo cạnh đáy. Cạnh đáy. Đo cạnh đáy cho lần này đi. Rồi. Tiếp theo mình đo chiều vuông góc thì sẽ ra cạnh huyền. Rồi. Chiều dài cạnh huyền, đấy. Mình đo cạnh đáy này, chiều cao này sẽ ra cạnh huyền. Thấy không? Không cần phải bấm công thức tính. Rồi tiếp theo. Đấy nè. Rồi. Đây là đo tam giác kiểu này nữa. Tam giác này là tam giác gì quên mất tiêu rồi. Thì chúng ta trước tiên chúng ta sẽ là đo, nó hướng dẫn đo cạnh dài nhất. Đây, ví dụ đây là cạnh dài nhất. Rồi tiếp theo là cạnh ở giữa. Đây. Bị lỗi. Bị lỗi là do cái cạnh ở giữa nó dài quá, mình bấm bị sai đó, nó phải ngắn hơn mới đúng. Rồi nha, lạ nha. Đây đó, chiều dài nhất, cạnh dài này. Đây. Rồi tiếp theo cạnh giữa. Rồi cạnh cạnh này là cạnh vuông góc. Đó. Sẽ ra được cạnh đáy. Ra được cạnh đáy này. Cạnh đáy nhỏ này. Ra cạnh cái này nha. Đấy. Nhiều chức năng đấy. Rồi chúng ta quay lại tiếp. Còn chức năng gì không? Đây là đo tam giác cân nhé. Tam giác cân thế này. Tam giác cân. Thêm cạnh bên này nữa. Đây, kết quả. Rồi nhé. Đó là hết tất cả các những chức năng của cái máy đo này. Rồi. Cái máy đo này giá nó khoảng tầm 400 ngàn. Nhưng mà nó rất là tốt. Đo cũng khá chính xác. Độ sai số khoảng 1 mm thôi. Các bạn nên mua cái máy này. Không không nên dùng máy bốt. Máy bốt nó đo không có được 80 m đâu. Nó đo được 60 m. Và cái đèn laser nó yếu hơn. Rất là khó sử dụng. Máy đo laser của Bose thì nó khoảng tầm 1.8 triệu đến 2 triệu.
mắc gấp mấy lần, nhưng mà đo rất dễ. Cho nên mình giới thiệu các bạn cái máy này, để các bạn nếu mà cần sử dụng á, thì nên mua máy này thôi cho tiết kiệm chi phí. Ở đây nó có cái thước cân bằng, và đây cũng có thước cân bằng. Cái thước này không phải dùng để mà đo lấy cân bằng mặt bàn hay này kia nha, nhưng mà nó dùng để chúng ta cân cái tia laser chúng ta nằm vuông hay chưa, này đúng cân hay chưa. Đấy, thước này nó đang bị sai đó, cho nên không cần phải, không quan trọng vấn đề này nhé. Cái này là để chiều đứng, nằm ngay giữa là cái đèn nó đứng rồi đó, cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu chúng ta sử dụng cái này này là đo lấy điểm ở đâu, thứ hai là sử dụng các này, thứ ba là cộng trừ trong đó cho nó nhanh. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký để ủng hộ mình, để nhận thông báo video mới của mình. Rồi, chào các bạn nhé.